Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video hướng dẫn tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn sử dụng một cái tính năng ở trên điện thoại iPhone khá là hay. Đó là khi các bạn cầm điện thoại lên thì màn hình tự sáng, và các bạn đặt điện thoại xuống thì màn hình sẽ tự tắt đi. Tính năng này thì mình nghĩ là rất nhiều bạn đã biết rồi, nhưng mà có thể là nhiều bạn chưa sử dụng tính năng này bao giờ và chưa biết, thì hôm nay các bạn cùng theo dõi trong video này nhé. Đây, đưa lên là màn hình sáng nhé. Sau đó thì mình đặt xuống, màn hình sẽ tắt. Đó, rất là hay. Thì để thực hiện và cài được cái tính năng đưa màn hình, các bạn nhấc điện thoại lên thì màn hình sẽ tự sáng, và các bạn đặt điện thoại xuống thì màn hình sẽ tự tắt. Thì để cài đặt cái tính năng đó, các bạn cần vào cho mình mục cài đặt này. Đây, đầu tiên các bạn vào mục cài đặt này. Sau đó thì các bạn sẽ tìm đến cho mình cái mục là màn hình và độ sáng nhé. Đây, màn hình và độ sáng ở đây. Thì tại cái phần màn hình và độ sáng này, các bạn sẽ kéo xuống cho mình cái phần là đây này, nó ở phía dưới có cái mục là đưa lên để bật. Nếu bạn nào mà đang tắt cái tính năng này thì các bạn hãy bật lên cho mình. Tiếp theo, khóa hoặc mở khóa, các bạn bật lên cho mình nhé. Thì ở đây nó sẽ là tự động khóa và mở khóa màn hình khi bạn đóng và mở vỏ iPhone. Sau khi các bạn bật hai cái tính năng này lên rồi ấy, thì bây giờ các bạn sẽ thoát ra này, và các bạn sẽ, đây mình sẽ khóa màn hình này, ví dụ như mình đang để màn hình khóa nhé. Đó, các bạn nhấc điện thoại lên này, đấy, điện thoại sẽ tự sáng nhé, và các bạn đặt xuống này, đấy, điện thoại sẽ tự tắt. Cứ như vậy thì cái này nó sẽ tiện cho các bạn, ví dụ như các bạn đang đi ở bên ngoài hoặc là trong thời gian các bạn ở trong làm một cái việc gì đó, các bạn cần xem giờ nhé, các bạn nhấc lên các bạn xem giờ, đó các bạn lại bỏ xuống, các bạn đang làm việc chẳng hạn. Đấy, các bạn không cần phải mở khóa hoặc là các bạn phải dùng thao tác nút ở trên điện thoại iPhone nhé. Đó, rất là hay. Thì bạn nào mà chưa biết tính năng này thì các bạn có thể tham khảo và sử dụng. Rồi, hy vọng với cái tính năng mình vừa hướng dẫn cho các bạn thì các bạn có thể có những cái trải nghiệm hay khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone. Và nếu các bạn thấy hay thì nhớ chia sẻ video giúp mình nhé, và cho mình một nút like. Và đồng thời, bạn nào lần đầu tiên xem video, xem kênh của mình, các bạn ủng hộ mình thêm bằng cách các bạn nhấn vào nút đăng ký ủng hộ mình thêm nhé. Và nhấn hình thông báo để không bỏ lỡ những video mình ra hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.